Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Đồng Tâm có vẻ Bộ Công an lúng túng trong việc dựng kịch bản. Bộ Công an muốn một kịch bản hay vừa để biện hộ cho việc tử hình cụ Lê Đình Kinh, vừa để lấy cớ để phong liệt sĩ và truy tặng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba chiến sĩ công an tử nạn. Tin tức chính thức từ báo chí truyền hình của nhà nước hôm 13 tháng Giêng 2020 thì ba công an hy sinh trong lúc bảo vệ an ninh trật tự cho việc xây dựng bức tường sân bay Miếu Môn. Tin tức cũng cho biết 22 người thuộc thôn Hoành bị truy tố, 20 người bị truy tố về tội giết người và 2 người truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Nếu vậy, ba công an tử nạn ở Đồng Xanh đang lúc thi hành công vụ bảo vệ công an công nhân xây dựng bức tường của sân bay Miếu Môn. Nếu vậy, ta có thể chấp nhận rằng ba người công an này tử nạn trong lúc thi hành công vụ, việc truy tặng huân chương hay huy chương liệt sĩ là điều có thể chấp nhận. Kịch bản trong trường hợp này là nhân dân Đồng Tâm phạm tội chống người thi hành công vụ và giết nhân viên lực lượng đang lúc thi hành nhiệm vụ. Tội giết người trong trường hợp này là nặng lắm, người chủ mưu 99% nếu ra tòa sẽ bị tòa phán với tội tử hình. Nhưng sáng ngày 14 tháng Giêng năm 2020, kịch bản đã thay đổi, không biết do Thứ trưởng Lương Tam Quang thành thực khai báo hay do trên bảo dưới không nghe. Theo tướng Lương Tam Quang, nguyên nhân khiến cho cụ Lê Đình Kình và ba công an tử nạn là do va chạm trong lúc lực lượng công an bảo vệ công trình từ xa. Tức là Virgin, ba công an tử nạn trong khu vực nhà ông Kình do nhà báo Lê Trái loan tin mấy ngày hôm trước là chính xác. Ông Quang cho biết ba công nhân thiệt mạng là do ngã xuống giếng trời giữa hai nhà và rằng có đối tượng sau đó đã phóng hỏa. Chuyện giật gân, ông Quang xác nhận hoàn toàn không có việc vào bắt giữ và không có lệnh bắt giữ. Hiểu một cách tinh tế thì công an được lệnh giết. Từ việc bảo vệ Tổ quốc từ xa đến việc bảo vệ công trình từ xa đã là một câu hỏi đặt ra cho Bộ Công an. Công trình xây dựng để lấy đất này quan trọng cho ai? Công trình đem lại lợi ích cho ai? Rõ ràng đây không phải là lợi ích của nhân dân và đất nước. Tranh chấp đất giữa dân Đồng Tâm mà Lê Đình Kình là đại diện, lưu cửu từ mấy năm nay, Chủ tịch Hà Nội chỉ hứa hẹn cù nhầy không thấy giải quyết thỏa đáng. Vấn đề đặt ra là tại sao phía nhà nước đại diện là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại không đơn phương đưa ra tòa phân giải nếu thấy rằng phe của ông Kình không chịu giải quyết tranh chấp bằng pháp luật. Việc bảo vệ công trình từ xa như vậy là không chính đáng, tối hậu vì còn có những giải pháp sử dụng pháp lý và các phương pháp hòa bình để giải quyết. Việc bảo vệ công trình từ xa bằng cách tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình và giết ông này trong khi không phải là việc thi hành công vụ. Đây là một vụ thảm sát mà những viên chức có lương tâm phải điều tra cho kỹ càng. Ông Lê Đình Kình là một lão thành cách mạng, có gần 60 năm tuổi đảng, những đảng viên trung kiên và có lòng cần phải lên tiếng cho trường hợp đảng viên Lê Đình Kình. Ba ông công an bị tử nạn được truy phong liệt sĩ và được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Tổ quốc được Bộ Công an kéo xuống đứng ngang hàng với công trình xây dựng sân bay Miếu Môn. Hôm 14 tháng 1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng phía người dân Đồng Tâm đã tấn công trước nên lực lượng chức năng mới trấn áp, đáp trả các đối tượng tại thôn Hoành. Giới hoạt động nhận định rằng thông tin của Bộ Công an hôm 14 tháng 1 khác với thông cáo chính thức trước đó trên cổng thông tin của Bộ Công an vào hôm xảy ra sự việc ngày 9 tháng 1 rằng người dân chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xây tường rào sân bay Miếu Môn, nơi cách xa hiện trường 3 km. Nhà báo tự do Lê Dũng Vova nói với chúng tôi rằng thông tin của Bộ Công an bất nhất, chứng tỏ họ rất lúng túng trước những nghi vấn của dư luận và luôn tìm cách bưng bít thông tin về vụ đụng độ giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm khiến 4 người chết hôm 9 tháng 1. Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng chạy vào nhà Lê Đình Trức và chạy sang nhà khác, một tổ công tác, ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Giữa hai nhà có một hố kỹ thuật sâu khoảng 4 mét. Anh em ngã xuống đó, chàng thanh niên trích lời Thứ trưởng Trương Tam Quang và nói rằng lãnh đạo Bộ Công an nói lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng vào Đồng Tâm và không hề có lệnh bắt giữ. Khi các nguyên tắc của pháp luật
Quyền mà pháp luật trao cho các chủ thể chưa được tôn trọng thì các bạn thú tội trên truyền hình chỉ làm cong vênh cái gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Còn những ai tin rằng người dân đồng tâm có tội bằng sự tự thú trên truyền hình thì người đó vẫn chưa hiểu về pháp luật thực sự là gì. Những lời thú tội của những người dân đồng tâm liên quan đến sự kiện ngày 9 tháng 1 được phát trên TV. Về mặt hình thức, nó là lời thú tội. Lời thú tội chống lại nhà cầm quyền và quyền lợi của bản thân, có thể những con người đó sau quá trình khuyên nhủ của cán bộ bằng những nghiệp vụ đầy nhân văn đã bị cảm hóa. Nhưng vẫn có gì đó sai sai, có vẻ như với những khuôn mặt có những vết bầm tím, có phải là hệ quả của những đêm thức trắng vì nghiền ngẫm lời cán bộ. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu không phải họ thú nhận trong tự việc sự tự vấn lương tâm thì có thể họ bị buộc phải khai những lời chống lại chính mình trong tình trạng bị ép bức trước đó. Mớm cung, bức cung, nhục hình là ba cụm từ miêu tả nghiệp vụ của không ít cảnh sát, công an Việt Nam. Các nước nhằm biến thỏ thành gấu. Thực tế, chính yếu tố này đã làm nên những vụ án oan kinh điển gây chấn động mạng xã hội tại Việt Nam. Ví dụ như trường hợp của ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Trấn ở Bắc Giang là hai trong số rất nhiều những vụ án oan sai do bức cung, nhục hình từ các điều tra viên gây ra. Theo từ điển luật học Black, một lời thú nhận là tuyên bố thừa nhận hoặc thừa nhận tất cả các sự kiện cần thiết để kết tội. Điều này sẽ khác với việc thừa nhận một số sự thật nhất định. Tất nhiên, các yếu tố này sẽ không thỏa mãn để cấu thành hành vi phạm tội. Để thực hiện sự kết tội thì lời thú tội phải được kiểm tra chéo với các sự kiện khách quan hoặc các dạng bằng chứng khác, tang vật, lời khai và nhân chứng. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bản thân lời khai đó diễn ra trong tinh thần tự nguyện hối lỗi, chứ không phải bị mớm cung, bức cung, nhục hình, bởi như thế nó sẽ làm mất đi tính khách quan. Như chúng ta thấy vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2020 trên chương trình thời sự lúc 19 giờ thì chúng ta thấy những khuôn mặt của con và cháu của cụ Lê Đình Kình có rất nhiều vết bầm tím và những khuôn mặt sợ hãi thì cũng cho chúng ta biết rằng họ không phải là thú tội thực sự, mà đó họ đang sợ hãi thực sự và nói ra những điều chống lại chính bản thân của họ. Theo đạo luật cảnh sát và bằng chứng hình sự năm 1984 PACE của Anh Quốc và xứ Wales thì một tòa án sẽ loại trừ bằng chứng nếu như việc thừa nhận bằng chứng đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sự công bằng trong tố tụng mà tòa án không nên thừa nhận, hoặc nếu bằng chứng đó được thực hiện bằng cách tra tấn. Quay trở lại vấn đề, vì xác nhận lời thú tội trước công chúng là một hình thức ảnh hưởng nhân quyền, nên trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948, tại điều 11 có ghi nhận, mọi người nếu bị quy tội hình sự đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một tòa án công khai nơi người đó đã có được tất cả những bảo đảm cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở luật pháp. Thế nhưng, cũng tại một số quốc gia, tình trạng sử dụng lời thú tội trước công chúng, cụ thể như đài truyền hình, được sử dụng thường xuyên nhưng áp dụng cho các cá nhân có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, nhóm người thú tội trước truyền hình bao gồm những nhà bất đồng chính kiến, những thành viên thuộc các tổ chức nhân quyền, thậm chí những người đã từng là các chính trị gia. Mục đích có thể là làm mất uy tín, bôi nhọ hoặc bất cứ thứ gì mà nhà cầm quyền mong muốn để dẹp yên dư luận. Tại Trung Quốc, vào ngày 12 tháng 7 năm 2015, đài truyền hình quốc gia CCTV đã dành hẳn 10 phút phát sóng lời thú tội của một luật sư nhân quyền Chai Zhenmin và cộng sự của ông. Cả ba người đã mô tả cách thức tổ chức các cuộc biểu tình được trả tiền. Tương tự tại Việt Nam, có thể nhắc đến trường hợp của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang ông Trịnh Xuân Thanh. Những lời thú tội này có thể được ghi hình lại nhiều lần để cho công chúng thấy sự hối hận thành khẩn của người đang được thú tội. Những lời thú tội trên truyền hình phục vụ cho nhu cầu chính trị. Wang Qinle, biên tập viên của CCTV, người đã bị cách chức vào năm 2013 cho biết, và các lời thú tội tương tự kiểu này cũng nhằm củng cố kiểm soát xã hội của chính phủ Đảng Cộng sản.
Xét dưới góc nhìn nhân quyền, hình thức này là bôi nhọ con người, xâm phạm trực tiếp quyền được im lặng và xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc suy đoán vô tội. Tất nhiên, nếu đó là một nhà nước pháp quyền thực sự và hành xử theo pháp luật, thì những nhà lập pháp, hành pháp, tư pháp sẽ cảm thấy bị xấu hổ. Hiến pháp năm 2013 đặt ra quy định tại chương 2 quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như sau. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khoản 1, điều 31 Hiến pháp năm 2013. Bộ luật tố tụng hình sự tại điều 13 đã quy định một nguyên tắc hoàn toàn mới của tố tụng hình sự Việt Nam, nguyên tắc suy đoán vô tội. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết luận theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội. Do đó, yêu cầu tuân thủ pháp luật được đề nghị ra và được đề ra phải được đặt lên hàng đầu. Và khi các nguyên tắc của pháp luật, quyền và pháp luật trao cho các chủ thể chưa được tôn trọng thì các bản tố tội trên truyền hình làm cong vênh cái gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Còn những ai tin rằng người dân đồng tâm có tội bằng sự tự thú trên truyền hình thì người đó vẫn chưa hiểu về pháp quyền thực sự là gì. Tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm kéo dài từ năm 2016 khi người dân không đồng ý việc nhận quyền huyện Mỹ Đức, Hà Nội giao đất đang canh tác của họ cho tập đoàn viễn thông Viettel của quân đội. Diện tích đất là 59 hectare này là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, nằm trong 208 hectare mà chính phủ thu hồi từ năm 1980 dùng cho mục đích an ninh quốc phòng. Theo luật đất đai 2013 quy định đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý. Quy định mập mờ này đã tạo ra không biết bao nhiêu là bi kịch trên đất nước trong nhiều năm qua. Điểm mập mờ này đã lấy đi không biết bao nhiêu là máu, nước mắt và sinh mệnh của người dân. Ở chỗ nhà nước không công nhận quyền sở hữu đất đai, người dân chỉ có quyền sở hữu đất do nhà nước giao. Do đó, nhà nước thông qua các cán bộ các cấp có quyền hạn rộng rãi thu hồi và giải tỏa đất đai tràn lan, làm bùng nổ tranh chấp đất đai càng ngày càng nhiều trên xuyên suốt từ Bắc tới Nam của mảnh đất đau thương quằn quại hình chữ S này. Chính sự mập mờ này đã là kẽ hở để cho các cán bộ tùy tiện giải thích và thu những món lợi rất lớn sau khi giải tỏa. Trong khi người dân là thành phần chịu cảnh thiệt thòi nặng nề, vì thế mà sau mỗi cuộc giải tỏa đất đai đều dẫn đến hệ quả sau cùng là đối đầu, không phải bằng pháp luật, vốn chưa bao giờ được nhà nước tôn trọng mà chỉ còn con đường trấn áp bạo lực. Tại Đồng Tâm, cuộc tranh chấp đã bùng nổ lớn ngày 15 tháng 4 năm 2017, khi người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động làm con tin. Sau khi Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhượng bộ về Đồng Tâm đối thoại để cứu người, cảnh sát cơ động mới được thả ra. Dĩ nhiên, nhà cầm quyền Hà Nội không thể thua cuộc một cách dễ dàng nên mới để cho thanh tra nhà nước công bố kết luận thanh tra rằng khu đất này thuộc sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Từ nhiều tháng qua, cuộc trấn áp đã được chính quyền Cộng sản chuẩn bị khi người dân Đồng Tâm cương quyết từ chối kết luận thanh tra. Vì nếu họ chấp nhận, không khác nào chấp nhận mất đi vì hai chữ quốc phòng. Rất mơ hồ. Bởi kinh nghiệm cho thấy nhiều khu đất gọi là đất quốc phòng bị thu hồi trên thực tế sau đó được phân lô bán nền hoặc giao vào tay các dự án của những nhóm lợi ích cấu kết với các quan chức nhà nước thu về tiền tỷ, gọi là quả cát bôi trơn. Cuộc trấn áp khởi sự vào lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020 trong lúc bà con Đồng Tâm còn yên trong giấc ngủ, giống như một cuộc hành quân càn quét lúc nửa đêm. Lực lượng công an cơ động lên đến 3.000 người được huy động với xe bọc thép, súng máy, lựu đạn hơi cay đã tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình và một số nơi mà họ cho là gia đình nằm trong nhóm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất ở xã Đồng Tâm. Chỉ vài tiếng sau cuộc trấn áp bạo lực, Bộ Công an đưa ra thông báo trên trang điện tử của Bộ Công an buộc các trang điện tử khác của đảng phải đồng loạt đăng tải theo. Đó là chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động đã dẹp xong một cuộc gây rối công cộng
chống người thi hành công vụ với kết quả 3 cảnh sát và 1 dân thường bị chết, 1 bị thương và bắt giữ hơn 30 người. Lúc đầu khi đọc qua bản tin trấn áp Đồng Tâm của Bộ Công an, đa số bất bình và lo âu, nhưng khi nghe được tin cụ Lê Đình Kình bị sát hại một cách dã man cùng với những tố cáo của gia đình cụ về việc công an ép buộc phải ký giấy xác nhận là cụ bị giết do chống đối tại cánh đồng xanh chứ không phải bị giết tại gia đình của cụ, thì sự phẫn nộ của dư luận tràn ngập trên mạng xã hội. Hiện nay, các người con trai và cháu của cụ Lê Đình Kình không biết còn sống hay đã chết, trong khi công an và cảnh sát cơ động tiếp tục khống chế mọi sinh hoạt của người dân để ngăn chặn không cho những tin tức của vụ trấn áp được lọt ra bên ngoài. Vì thế, cuộc trấn áp tuy thành công về phương diện bạo lực, nhà nước chiếm được xã Đồng Tâm và cướp trắng 59 hectare đất nông nghiệp, nhưng chắc chắn là cuộc trấn áp này hoàn toàn thất bại vì nó chỉ làm cho lòng dân ngày càng thêm phẫn nộ đối với nhà cầm quyền cộng sản và mất niềm tin gia tăng với chế độ cộng sản này. Thứ nhất, sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội tấn công và sát hại cụ Lê Đình Kình ngay tại nhà và buộc gia đình phải ký giấy nói dối rằng cụ đã chết trên cánh đồng xanh, trong tay còn cầm một quả lựu đạn, cho thấy là lãnh đạo nhà cầm quyền cộng sản đã cố tình sát hại cụ Lê Đình Kình nhằm triệt hạ một vị lãnh đạo tinh thần của bà con xã Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, thấy rằng ngày nào cụ Lê Đình Kình còn sống, họ không thể nào cưỡng chiếm 59 hectare đất. Dù là cụ có bị khống chế, bắt giam trong tù, nói cách khác, chính cụ Lê Đình Kình đã là ngọn đuốc thắp sáng chính lòng, chính nghĩa đấu tranh của bà con Đồng Tâm, và chính nghĩa này đã lan tỏa trên phạm vi toàn quốc. Sự thương tiếc của cộng đồng mạng về cái chết của cụ đủ thấy sự cảm phục của mọi người, mọi thế hệ về quyết tâm chống lại những con sâu mọt của chế độ cộng sản. Thứ hai, việc Bộ Công an phải dàn dựng trên tay cụ Kình có cầm quả lựu đạn khi bị bắn chết, và nhất là không nói rõ vụ 3 sĩ quan công an cơ động bị tử thương như thế nào trong vụ đột kích, cho thấy lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã dàn dựng một kịch bản quá tồi, không ai tin. Thế nhưng, họ không còn kịch bản nào khác để vẽ lên hình ảnh bạo động của cụ Lê Đình Kình, và nhất là huy động đám dư luận viên xào nấu tung ngược các dữ kiện sai trái về cụ Kình vào trong hàng ngũ nội bộ Đảng để chứng minh rằng trong Đảng có những kẻ tự diễn biến chống Đảng đúng theo bài bản đốt lò khống chế nội bộ của phe Nguyễn Phú Trọng. Điều này cũng giải thích phần nào lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Bộ Công an phải mở cuộc trấn áp Đồng Tâm ngay vào giữa tháng Giêng năm 2020 chứ không thể trễ hơn. Vì sau Tết Canh Tý là đại hội của các đảng bộ cơ sở, tỉnh, thành hầu chuẩn bị cho nhân sự cho đại hội 13, làm ảnh hưởng đến tinh thần đảng viên các cấp. Thứ ba, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp nội bất xuất ngoại bất nhập tại làng Đồng Tâm, tại xã Đồng Tâm, trong vòng một năm trước mặt cho đến khi tổ chức đại hội xong đại hội 13, lý do là những tin tức trấn áp và sát hại người dân vô tội tại Đồng Tâm chắc chắn ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức của một số cán bộ. Nếu không có gì đột biến thì Nguyễn Đức Chung có thể sẽ vào Bộ Chính trị hoặc sang giữ một ghế bộ trưởng nào đó, hoặc Tô Lâm được Nguyễn Phú Trọng cho tiếp tục giữ ghế Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ Công an thêm một nhiệm kỳ nữa. Hơn lúc nào hết, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rất lo ngại những rò rỉ thông tin từ vụ trấn áp Đồng Tâm lọt ra bên ngoài. Nó không chỉ làm gia tăng và kéo dài sự phẫn nộ của dư luận, dẫn đến những chống đối có thể xảy ra tại nhiều nơi buộc cảnh sát Việt Nam phải lùi bước và giải quyết lại vụ Đồng Tâm như đã từng lùi bước giải quyết vụ Thủ Thiêm. Nói tóm lại, vụ Đồng Tâm chưa chấm dứt, Bộ Công an và nhà cầm quyền thành phố Hà Nội tưởng là đã giết được cụ Lê Đình Kình là sẽ chấm dứt mọi phản kháng tại Đồng Tâm, cướp trắng 59 hectare đất nông nghiệp giao cho tập đoàn Viettel. Thế nhưng, chính cái chết tức tưởi của cụ Lê Đình Kình và những người con, người cháu với hàng chục đồng chí đã từng sát cánh với cụ trong việc bảo vệ đất đai của xã Đồng Tâm đang còn trong lao tù sẽ là ngọn lửa chính nghĩa thôi thúc bà con Đồng Tâm tiếp tục hành trình đi tìm công lý và sự thật. Hơn thế nữa, trong thời đại truyền thông mạng ngày nay, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam càng bưng bít thông tin, càng tuyên truyền dối trá sẽ chỉ làm cho dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ và bộc phát thành phong trào đấu tranh quyết liệt,
khi thời điểm chín muồi của sự đồng tâm cả nước được kết nối. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.